Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ vô ngại dụng, những gì là 10 đó là chúng sinh vô ngại dụng, cõi nước vô ngại dụng, pháp vô ngại dụng, thân vô ngại dụng, nguyện vô ngại dụng, cảnh giới vô ngại dụng, trí vô ngại dụng, thần thông vô ngại dụng, thần lực vô ngại dụng, lực vô ngại dụng. Phật tử, thế nào là đại Bồ Tát chúng sinh đồng vô ngại dụng? phật tử đại bồ tát có mười thứ chúng sinh vô ngại dụng những gì là mười đó là biết tất cả chúng sinh không chúng sinh vô ngại dụng biết tất cả chúng sinh chỉ do tưởng trì vô ngại dụng vì tất cả chúng sinh thuyết pháp chưa từng thất thời vô ngại dụng khắp hóa hiện tất cả cõi chúng sinh vô ngại dụng để tất cả chúng sinh ở trong một lỗ chân lông mà chẳng chật hẹp vô ngại dụng vì tất cả chúng sinh thị hiện tất cả thế giới phương khác, khiến cho họ đều thấy vô ngại dụng. Vì tất cả chúng sinh mà thị hiện thân chư thiên thích phạm hộ thế vô ngại dụng. Vì tất cả chúng sinh thị hiện thanh văn bích chi Phật tịch tĩnh oai nghi vô ngại dụng. Vì tất cả chúng sinh thị hiện Bồ Tát hạnh vô ngại dụng. Vì tất cả chúng sinh thị hiện chư Phật sắc thân tướng tốt nhất thiết trí lực thành đẳng tránh giác vô ngại dụng, đó là 10. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ cõi nước vô ngại dụng, những gì là mười đó là tất cả cõi là một cõi vô ngại dụng tất cả cõi vào một lỗ chân lông vô ngại dụng biết tất cả cõi vô cùng tận vô ngại dụng một thân ngồi kiết già đầy khắp tất cả cõi vô ngại dụng trong một thân hiện tất cả cõi vô ngại dụng chấn động tất cả cõi chẳng khiến cho chúng sinh kinh hãi vô ngại dụng dùng đồ trang nghiêm tất cả cõi để trang nghiêm một cõi vô ngại dụng dùng đồ tra nghiêm một cõi để tra nghiêm tất cả cõi vô ngại dụng dùng một như lai một chúng hội khắp tất cả cõi phật thị hiện chúng sinh vô ngại dụng tất cả cõi nhỏ cõi vừa cõi lớn cõi rộng cõi sâu cõi ngửa cõi úp cõi nghiêng cõi thẳng khắp các phương lưới vô lượng khác biệt đem những cõi đó khắp thị hiện cho tất cả chúng sinh vô ngại dụng đó là mười Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ pháp vô ngại dụng, những gì là 10 đó là biết tất cả pháp vào một pháp, một pháp vào tất cả pháp mà cũng chẳng trái với tâm hiểu chúng sinh vô ngại dụng. Từ Bát Nhã Ba La Mật sinh ra tất cả pháp vì họ giải nói đều khiến cho giác ngộ vô ngại dụng, biết tất cả pháp lìa văn tự mà khiến chúng sinh đều được ngộ nhập vô ngại dụng biết tất cả pháp vào một tướng mà hay diễn nói vô lượng pháp tướng vô ngại dụng biết tất cả pháp lìa lời nói hay vì họ nói vô biên pháp môn vô ngại dụng nơi tất cả pháp khéo truyền phổ môn tự luân vô ngại dụng